xin chào mọi người nha. Hello mọi người. Em xem cái quạt qua cho chị xíu nha Nhi ơi, nóng quá. Hello, chào mọi người nha. Và xem livestream ngày hôm nay của mắt kính Anna nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ livestream nha, chuẩn bị chơi game nha mọi người ơi, chia sẻ livestream nha. Hello mọi người, chia sẻ livestream chuẩn bị chơi mini game ngày hôm nay nha. Hôm nay là tặng rất là nhiều mẫu kính cho mọi người luôn. Đây là mẫu thứ nhất nè, cái này là hàng tặng nha mọi người ha. Chỉ cần chia sẻ livestream và comment cái mã số mà mình yêu thích. Đây là mã số 1, bạn nào thích mã số 1 comment mã số 1 nha. Rồi ha. Còn đây là mã số 2. Bạn nào thích mã số 2 mình comment mã số 2. Mã số 3 hàng mới về luôn. Mã số 3 đây mọi người ha. Mọi người chia sẻ livestream với chế độ công khai và comment cái mã mà mình yêu thích nha. Hello 5 người xem đầu tiên nè. Mọi người chia sẻ livestream để được tham gia mini game bên mình nha. Chia sẻ livestream nha mọi người ha. Đây là mã số 1. Hello mọi người, mã số 1 nha. Mã số 1. Mã số 2. Mã số 3. Mọi người ai muốn nhận được mã nào mình comment ngay và liền cái mã số đó luôn. Chia sẻ livestream nha mọi người ha. Chia sẻ livestream và comment cái mã số mà mình yêu thích. Comment giùm mình là cái mã số mà mình yêu thích, mã 1, mã 2 hoặc là 3 và chia sẻ livestream nha. Em ơi, em có điện thoại đâu không nhỉ? Giờ đây là mã số 1 nè mọi người ơi, mã số 1 là nam mang được, nữ mang được nha. Đây, rất là đẹp luôn, mã số 1. Mã số 1 là kính chén gương bạc ha. Bạn nào thích mã số 1 mình thật comment mã số 1. Hello Thảo Nguyễn nha. Mã số 2 là kính chén gương màu xanh. Mã số 2 là chén gương màu xanh. Bạn nào thích cái chén gương màu xanh này nhanh tay mình comment nha. Còn đây là màu nâu. Màu nâu là mã số 3. Mọi người lưu ý giúp mình nha, bạn nào mà muốn dễ dàng nhận được quà thì mọi người chia sẻ livestream và comment cái mã số mà mình yêu thích. Ví dụ như bạn comment một lần thì bạn chia sẻ một lần, bạn chia sẻ 10 lần thì bạn được comment tới 10 lần nha mọi người, nhanh tay ha. Hello Linh Diệu nào, mọi người lưu ý ví dụ như bạn thích cái mã số 2 thì bạn chia sẻ càng nhiều, bạn comment càng nhiều thì càng có cơ hội trúng thưởng nha. Nhanh tay lên nha mọi người ha. Chia sẻ livestream với chế độ công khai và comment cái mã mà mình yêu thích nha mọi người. Rất là dễ chơi và dễ trúng luôn. Đây là mã số 1 nha, xin nhắc lại lần nữa, đây là mã số 1 là kính chén gương bạc, mã số 2 là kính chén gương xanh và mã số 3 là một em kính màu nâu cực kỳ đẹp luôn. Đây ha mọi người ha. Hello Văn Đại. Mọi người ơi, mọi người thích cái mã số nào thì mình nhanh tay mình comment cái mã số đó nha.
mã 1, mã 2 và 3, và nhớ là phải chia sẻ livestream nha mọi người ha. Ví dụ như bạn là người trúng giải thì mình sẽ kiểm tra lại. Nếu như bạn có chia sẻ livestream thì mới được nhận quà nha. Chia sẻ nhóm được nha Bùi Ngọc Thủy ơi. Ví dụ như bạn chia sẻ một nhóm là bạn được quyền comment tới 3 lần lận ha. Chia sẻ nhóm là được quyền comment tới 3 lần lận nha. Nên mọi người nhanh tay chia sẻ ha. Rất là dễ chơi và dễ trúng luôn đúng không ạ? Hello Bùi Thị Ngọc Thùy nha. Rồi, những khách hàng của mắt kính Anna đâu hết rồi, vào lẹ đi nha mọi người ơi. Chia sẻ livestream và được nhận quà ha. Ok. Hôm bữa mình nhận được hàng đẹp lắm, cảm ơn Linh Diệu rất là nhiều nha. Đầu buổi livestream mà được khen là biết hôm nay là rất là suôn sẻ rồi. Cảm ơn Linh Diệu rất là nhiều ha. Rồi, chỉ cần chia sẻ livestream với chế độ công khai là sẽ được nhận quà nha mọi người. Nhanh tay mình chia sẻ ha. Mọi người ơi, mình bây giờ mình sẽ bắt đầu tính giờ nha. 3 phút nữa mình sẽ bắt đầu mình quay tặng kính. Nên mọi người ai mà comment càng nhiều, chia sẻ càng nhiều thì sẽ dễ dàng nhận được quà hơn nha. Mọi người ơi, mọi người nghe thấy tiếng mình có rõ không? Có nhỏ quá không? Có thể comment, mình có thể nói lớn hơn cho mọi người dễ nghe ha. Em chia sẻ công khi không... Bùi Thị Ngọc Thùy nói gì không hiểu. Rồi ok, bây giờ là đây là mã số 1 là kính chén gương. Bạn nào thích mã số 1 mình comment mã số 1. Văn Đại ơi nhớ chia sẻ nha Văn Đại nha. Mọi người lưu ý, ví dụ như bạn Văn Đại là người trúng giải thì bên mình sẽ kiểm tra Facebook của Văn Đại. Nếu như Văn Đại có chia sẻ thì mình sẽ gửi phần quà này tới cho Văn Đại. Còn nếu như không có chia sẻ thì phần quà này mình sẽ dành cho một bạn kế tiếp được không ạ? À chia sẻ 3 nhóm rồi, ok nha. Mọi người chia sẻ livestream với chế độ công khai nha, nhanh tay lên nha. Rồi cái này là đúng rồi, hello Đặng Thùy nha. Mã số 1 rất là đẹp luôn. Bạn nào mình thích mã số 1 mình nhanh tay comment mã số 1 nha. Mã số 1 cực kỳ đẹp. Mã số 2 là kính chén gương màu xanh nha. Bạn nào thích màu xanh thì mình comment mã số 2 giúp mình ha. Mã số 2 đây ạ. Mọi người ơi, mọi người thấy livestream của Trinh có rõ không mọi người? Thấy livestream có rõ hay không thì comment ở dưới cho mình biết nha. Hello dâu tay nè, mọi người muốn tham gia mini game thì vui lòng chia sẻ livestream với chế độ công khai ha. Comment cái mã mà mình yêu thích bên dưới nha. Mã 1, mã 2 hoặc là mã 3. Đây là mã số 2 nè, mã số 2 là kính chén gương màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Đó, thấy chưa ạ? Cực kỳ đẹp luôn, một em kính chén gương màu xanh. Cái này là hàng tặng chứ không bán nha. Hàng tặng chứ không bán, nên bạn nào mà muốn tham gia mini game bên mình thì nhanh tay lên nha. À, Út Thùy ơi, cái này là hàng tặng chứ không bán nha. Bạn nào thích chơi mini game thì nhanh tay chia sẻ livestream và comment cái mã mà mình yêu thích bên dưới nha. Rồi, mình giơ lên cho mọi người coi ha. Đây là mã số 1, bạn nào muốn nhận được quà mã số 1 vui lòng comment mã số 1 và chia sẻ livestream. Chia sẻ livestream với chế độ công khai, chia sẻ càng nhiều được comment càng nhiều nha. Bạn nào chia sẻ một lần được một lần comment, bạn nào chia sẻ 5 lần được 5 lần comment nha. Rồi mã số 1 nè, mã số 2 nè nha mọi người, mã số 2 và mã số 3. Ba cái kính này sẽ tặng cho ba bạn nhanh tay chia sẻ nhiều nhất. Ba bạn nào chia sẻ nhiều nhất thì có thể nhận được phần quà một trong ba chiếc kính ở dưới này nha. Rồi, ba bạn chia sẻ nhiều nhất sẽ nhận được ba cái kính này, mọi người nhanh tay lên nha. Rồi, còn đúng 2 phút nữa mình sẽ công bố bạn nào là người chia sẻ nhiều nhất thì sẽ tặng nha. Rồi, Trinh xin nhắc lại nè mấy bạn ơi, mấy bạn chia sẻ một lần thì comment một lần, mấy bạn chia sẻ hai lần thì comment hai lần cái mã mà mình yêu thích, mã 1, mã 2 hoặc là mã 3. Sau đó Trinh sẽ quay trực tiếp trên màn hình, trúng tên bạn nào thì bạn đó sẽ là người nhận ngay chiếc kính mà mình yêu thích nha. Rồi nhanh tay lên, bạn nào thích em kính nào thì mình nhanh tay mình chia sẻ lên mấy bạn ơi. Rồi cái này là hàng tặng chứ không bán nè, bạn nào vô sao á nhắc lại cái thể lệ cho mọi người nha. Rồi chia sẻ livestream với chế độ công khai nha. Sau đó mình comment cái mã mà mình yêu thích, bạn nào chia sẻ nhiều nhất sẽ được nhận quà nha mọi người ha. Một trong ba chiếc kính ở đây sẽ dành tặng cho ba bạn comment và chia sẻ nhiều nhất. Rồi mọi người nhanh tay nha, ai chia sẻ vào hội nhóm là càng có cơ hội trúng thưởng cao hơn nữa. Tại vì ai mà chia sẻ vào một hội nhóm thì sẽ được comment tới 3 lần luôn nha mọi người. Comment cái mã mình yêu thích tới 3 lần. Ví dụ như bạn là người trúng giải thì mình sẽ check lại, mình sẽ kiểm tra lại nếu như bạn có chia sẻ livestream thì mới nhận quà. Còn nếu như bạn không có chia sẻ livestream thì coi như phần quà đó mình sẽ dành cho một bạn kế tiếp nha mọi người nha. Rồi, bạn nào mà không... Rồi, ba bạn chia sẻ nhiều nhất sẽ được nhận ba cây kính này nha mọi người ơi. Lưu ý, ba bạn chia sẻ nhiều nhất sẽ được tặng ba cây kính này.
Màu bạc là mã số 1, màu xanh là mã số 2. Màu xanh là mã số 2 và màu nâu là mã số 3 nha. Nhanh tay chia sẻ, nhanh tay chia sẻ nha. Rồi, còn đúng 1 phút 30 giây nữa sẽ công bố ai là người trúng giải nha. Đúng rồi, một hỏi là 3 lần ha chị, đúng rồi. Rồi, comment cái mã mà mình yêu thích nha. Rồi, ai chia sẻ nhiều nhất sẽ được nhận một trong 3 chiếc kính ở đây. Và chia sẻ và comment cái mã mà mình muốn nhận quà đi mọi người ơi. Chia sẻ và comment cái mã mà mình muốn nhận quà nha. Mã 1 là kính chén gương bạc nè, mã 1 là kính chén gương bạc ha. Mã 2 là kính màu xanh cực kỳ đẹp luôn, nam hay nữ gì mang cũng được hết, trị giá 350k. Cái này là hàng tặng chứ không bán. Hàng tặng không bán, ai chia sẻ nhiều sẽ được nhận quà. Hàng tặng không bán, hàng tặng không bán, nhanh tay lên đi mọi người ơi. Nhanh tay lên nha. 1 phút 30 giây nữa sẽ công bố ai là người trúng giải, nhanh tay lên nha mọi người ha. 1 phút 30 giây nữa sẽ công bố nha. Rồi, bạn nào mà không bạn nào mà muốn nhận quà thì nhanh tay chia sẻ nha. 1 phút 30 giây nữa Trinh sẽ công bố ai là người chia sẻ nhiều nhất sẽ được nhận một trong 3 chiếc kính ở đây. Và nhớ chia sẻ và comment cái mã mà mình yêu thích. Chia sẻ và comment cái mã mà mình yêu thích. Cái nha, hôm nay có rất là nhiều hàng mới luôn. Hôm nay có rất là nhiều hàng mới luôn. Mọi người chia sẻ vào hội nhóm và phải chia sẻ vào trang cá nhân luôn bên mình. Ví dụ như bạn là người may mắn nhận được quà, mình sẽ check lại. Nếu như bạn không có chia sẻ thì coi như là không nhận được quà. Nên mọi người nhanh tay lên nha, nhanh tay lên nha. Comment mã mà mình yêu thích đi mọi người ơi. Mã 1, mã 2 và mã 3. Em trời. Mã 1, mã 2, mã 3. Ai thích mã nào mình comment ngay và liền mã đó nha. Hàng tặng chứ không bán nha cả nhà ơi. Trời, ok, bây giờ chuẩn bị quay nha. Bây giờ quay, quay trúng bạn nào thì bạn đó sẽ nhận được quà. Nãy giờ bạn nào mình comment cái mã mà mình yêu thích rồi mà mình chưa có chia sẻ nhiều thì mình nhanh tay mình chia sẻ đi nha. Bây giờ chuẩn bị quay ha. Trúng ai thì người đó sẽ nhận ngay em kính mà mình yêu thích nha. Trời, mọi người nhanh tay lên nha. Bây giờ chuẩn bị quay rồi nha mọi người ơi. Rồi, mình dành cho 5 giây nữa để chia sẻ. Bạn nào chưa chia sẻ thì nhanh tay đi nha. Quay nha. Không biết bạn nào là người may mắn trúng được đây ha. Rất là hồi hộp luôn. Trúng tên ai đây? Chúc mừng Sơn Huỳnh nha. Sơn Huỳnh không giấu mã 1. Sơn Huỳnh. Bên hệ thống bên mình sẽ kiểm tra Sơn Huỳnh có chia sẻ hay không nha. Rồi, chúc mừng Sơn Huỳnh là người trúng được mã này. Nhiều không? Sơn Huỳnh chia sẻ rất là nhiều comment có đúng không? Rồi, ok, trong hội nhóm thì được. Rồi, Sơn Huỳnh ơi, chúc mừng anh là người may mắn chúc được em kính này nha. Sơn Huỳnh vui lòng comment địa chỉ cộng số điện thoại nha. Dạ, cái này là hàng tặng chứ không bán nha. Mọi người chia sẻ live stream. Mọi người chia sẻ, em kêu mấy bé này ra ngoài coi. Mọi người chia sẻ live stream với chế độ công khai nha. Rồi, Sơn Huỳnh chúc mừng bạn là người trúng được em kính này rồi nha. Trời, có kính cận nha, tiếp tục chơi game đó mọi người ơi. Chúc mừng Sơn Huỳnh nha. Bây giờ mình sẽ qua cái mini game thứ hai. Trời, qua cái mini game thứ hai là mình sẽ chơi game này nha. Chia sẻ nha mọi người ơi. Bây giờ mình qua mini game thứ hai, bắt đầu tặng cái kính này nha mọi người ha. Tặng kính này nha, nhanh tay lên nha. Rồi, qua mini game thứ hai mọi người chia sẻ lại nha. Rồi, bắt đầu mình chơi game câu đố nha. Đố mọi người nha. Chỉ có hai thứ chúng ta không thể ăn vào buổi tối đó là gì? Rồi, ai trả lời được câu này thì sẽ được nhận quà nha mọi người ha. Thứ gì mà không thể ăn vào buổi tối? Chỉ có hai thứ chúng ta không thể ăn vào buổi tối đó là gì? Rồi, ai trả lời đúng câu hỏi này, share nhiều nhất và trả lời đúng câu hỏi này sẽ được nhận ngay em kính này. Chỉ có hai thứ chúng ta không thể ăn vào buổi tối đó là thứ gì? Đó là gì? Rồi, mọi người nhanh tay nha. Ai trả lời đúng câu này và share nhiều nhất sẽ được nhận quà nha. Rồi, nhanh tay chia sẻ nha, nhanh tay chia sẻ nha mọi người ơi. Ai là người chia sẻ nhiều nhất và trả lời đúng nhất thì sẽ được nhận quà nha. Ai là người chia sẻ nhiều nhất?
Trời, mọi người chia sẻ nhanh tay lên nha mọi người ơi, chia sẻ nhanh tay lên nha. Chỉ có hai thứ chúng ta không thể ăn vào buổi tối đó là gì? Mọi người nhanh tay lên nha. Bạn nào share nhiều nhất và comment nhiều nhất sẽ được tặng. À, share nhiều nhất và trả lời đúng nhất nha. Ai ai? Linh. Rồi, Linh Nhiêu nha. Chúc mừng Linh Nhiêu nha. Linh Nhiêu. Chị Linh Nhiêu có chia sẻ rất là nhiều luôn. Chị trả lời rất là chính xác luôn là ăn sáng và ăn trưa. Rồi, chúc mừng chị Linh Nhiêu nha. Rồi, chúc mừng chị, em xin gửi tặng cái kính này cho chị nha chị nha. Chị Linh Nhiêu có chia sẻ rất là nhiều và trả lời câu hỏi này cực kỳ đúng luôn là buổi sáng và ăn sáng và ăn trưa nha mọi người nha. Chúc mừng chị trúng được phần quà này rồi nha. Rồi mình qua câu đố tiếp theo nữa. Chia sẻ livestream nha mọi người ơi. Chỉ dành tặng cho những người có chia sẻ livestream nhiều nhất và comment đúng nhất thôi ạ. Rồi bây giờ qua mẫu kính tặng thứ hai nè. Là kính Gucci nè, tặng cái kính Gucci nè mọi người ơi. Thấy không? Kính Gucci nè. Bây giờ em đọc câu hỏi tiếp theo nha. Đọc câu hỏi tiếp theo nha. Trời ơi Nhi ra kiếm câu hỏi giùm chị cái câu nào được Nhi. Rồi rồi. Câu hỏi này cực kỳ dễ luôn. Chị nào chia sẻ nhiều nhất sẽ được nha. Rồi. Rồi em thấy địa chỉ của Linh Diêu rồi nha. Núi nào mà bị chặt ra từng khúc. Rồi. Chị nào share nhiều nhất và trả lời chính xác câu này nha. Núi nào mà bị chặt ra từng khúc nha. Câu hỏi thứ ba nha. Núi nào mà bị chặt ra từng khúc nha. Ai mà share nhiều nhất và trả lời đúng nhất cái câu thứ ba này được tặng em kính Gucci này nha. Kính Gucci nha. Kính Gucci nha mọi người ơi. Em ơi câu trả lời là gì? Ghi ra giấy cho chị coi Nhi. Ờ, số 2 đây 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 chị tự coi. Rồi rồi ok biết câu trả lời rồi. Câu trả lời cực kỳ dễ luôn. Ai mà chia sẻ nhiều nhất, ai mà chia sẻ nhiều nhất sẽ được nhận cái kính Gucci này nha. Chia sẻ nhiều nhất và comment đúng câu trả lời nha. Nhanh tay lên chỉ dành tặng cho bạn nào chia sẻ nhiều nhất thôi. Tranh thủ chia sẻ đi mọi người ơi. Tranh thủ chia sẻ đi mọi người ơi. Mọi người nhanh tay chia sẻ nha, nhanh tay chia sẻ nha. Rất là dễ luôn. Nhớ chia sẻ em ơi, kiểm tra ai là người chia sẻ nhiều mà trả lời đúng không em? Kiểm tra cho chị coi. Rồi mình thấy người bình luận đầu tiên là Dung Cúc nè, để mình kiểm tra các bạn có chia sẻ livestream hay không nha. Rồi, núi nào mà bị chặt ra từng khúc là núi Thái Sơn nha mọi người nha. Núi Thái Sơn nha. Rồi, Dân Cúc không có chia sẻ, không trả lời đúng mà không chia sẻ là tặng cho bạn gì em? Rồi, tặng cho bạn Nhi Linh Thái Sơn nè, đúng rồi, tặng cho bạn Nhi Linh nè. Nhi Linh trả lời đúng nha, ok, chị tặng em kính này nha em yêu ha. Có chia sẻ livestream rất là nhiều và trả lời chính xác câu hỏi thứ ba nha. Rồi, chúc mừng em nha. Rồi, chúc mừng em comment địa chỉ số điện thoại cho chị gửi quà tặng cho em luôn nha. Chia sẻ livestream nha mọi người ơi, chia sẻ livestream nha. Trời ok mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ bán hàng nha mọi người ha. Mỗi mẫu chỉ cần đúng một cây thôi, bạn nào á mà nhanh tay thì mình mua được nha. Rồi mã số 1 150. Qua bán hàng rồi nha mọi người ơi. Bán hàng sale cực kỳ đẹp luôn. Kính này nam mang được, nữ mang được luôn. Mã số 1, 150k. 150k bạn nào chia sẻ nhiều nhất. Ủa quên, sorry. 150k bạn nào comment địa chỉ số điện thoại nhanh nhất thì chốt cho bạn đó. Chỉ có một cây thôi, mã số 1. Một cây thôi nha mọi người ơi, mã số 1. Bạn nào lấy cái mã số 1 này vui lòng comment mã 1 cộng địa chỉ cộng số điện thoại cho mình.
Mã số 1 150k và chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Bạn nào nhanh tay thì mình được nha. Mã số 1 một chiếc duy nhất thôi. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cực kỳ đẹp. Rồi, mã số 1 ai lấy thì comment ở dưới cho mình nha. Mã số 1 chỉ có một cây. Rồi, nhanh tay nha. Hôm nay có rất là nhiều kính tặng cho mọi người luôn. Em chưa ghi nhảy qua sọng mẫu cho chị em. Mẫu nào được thầy qua đây cho chị like coi. Rồi, có kính cận luôn. Kính cận luôn. Lấy kính cận nha chị, kính cận trắng bên đó luôn. Rồi mọi người, mình sẽ qua mẫu rất là nhanh luôn. Và mỗi mẫu chỉ có 1 đến 2 cây thôi. Bạn nào lấy thì mình nhanh tay nha. Mã số 1 đó là 150k, chỉ có 1 cây thôi. Mã số 1 ai lấy cho địa chỉ cộng số điện thoại. Rất là đẹp luôn, cực kỳ sang luôn. Rồi thấy địa chỉ của Linh Nhi nha. Rồi mã số 2 là kính trắng nha, hiệu Gucci nha. Có màu trắng và màu đen, mỗi màu chỉ có 1 cây thôi, 150k luôn. Hiệu Gucci rất là đẹp. Màu trắng và màu đen mã 2, ai lấy trắng comment trắng, ai lấy đen comment đen. Mã số 2 nha, màu trắng và màu đen 150k. Mỗi mẫu như vậy chỉ có một chiếc thôi. Bạn nào lấy thì mình nhanh tay lên nha mọi người nha. Nhanh tay lên nha. Đây ạ, rất là đẹp luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn. Bạn nào lấy thì mình nhanh tay lên nha mọi người ha. Mã số 2 150k luôn ạ. Mã số 2 150k. Bạn nào lấy thì cho mình địa chỉ cộng số điện thoại luôn. Mỗi mẫu như vậy chỉ cần có một cây thôi, nên bạn nào chốt cho bạn nào nhanh tay comment địa chỉ và số điện thoại nhanh tay nhất nha. Mọi người ơi, chỉ chốt cho những bạn nào có địa chỉ số điện thoại cộng mã trên cùng một comment nhanh nhất nha mọi người ơi. Và mỗi mẫu chỉ có một cây duy nhất thôi. 99k cho mã số 1 nha. Chỉ chốt cho bạn nào có địa chỉ và số điện thoại nhanh nhất thôi, nên mọi người ai muốn lấy thì nhanh tay nha. Rồi mã số 3 nha mọi người ơi. Mã số 3 em còn có một chiếc thôi, màu đen 180k. Mã số 3. Rồi mã 3 là 180k. Ai lấy cái mã 3 thì mình nhanh tay lên nha mọi người ha. Mã 3 180k. Rất là đẹp luôn. Đây, kính không viền 180k, một chiếc duy nhất mã số 3. Bạn nào nhanh tay lấy mã 3 này là cực kỳ đẹp. Rồi chốt cái mã 2 cho Su, mà Su lấy màu gì em? Màu đen đúng không? Rồi màu đen chị hết. Chốt cho Su cái màu đen. Rồi chốt cho Su cái màu đen nha. Mã số 3 rất là đẹp luôn. Bạn nào thích mã số 3 mình nhanh tay comment mã 3 nha. Tại vì mã 3 màu đen này mình chỉ có một cây mã 3 thôi. 180k, cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp ha mấy chị ha. Cực kỳ đẹp luôn, 180k, mã số 3, một cây duy nhất, một cây duy nhất nha mấy chị ha. Rồi mã số 4 nha. Mỗi mẫu một cây nên chị nào nhanh tay mình comment trước thì được nha. Em ghi cái mã chốt hàng ở dưới số điện thoại của bé Vân nha em. Mã số 4 nha mọi người ơi, mã số 4 là 180k. Bạn nào lấy cái mã 4 nè, mình nhanh tay comment địa chỉ cộng số điện thoại cho chị ha. Mã 4 cũng có một cây luôn, kính chắn gương hồng, cực kỳ sang luôn. Gương phản hàng Thái, quá đẹp. Mã 4 chỉ có 180k thôi, bạn nào thích thì nhanh tay mình comment nha. Mã số 4 180k. Đây, mã số 4 một cây duy nhất 180k nha mọi người ha. Rồi mã số 5. Mã số 5 bạn nhào nhanh tay thì comment bình luận nha. 99k mã số 5. Mã số 5 99k, bạn nào nhanh tay chốt em này đi ạ. Quá đẹp mã số 5 ạ. Mã số 5 99k nha, này nào thích thì nhanh tay comment nha mã 5. Quá say quá đẹp luôn mọi người ơi. Mã số 5 99k nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đây nha mọi người ha. Mã số 5 99k, bạn nào lấy thì nhanh tay comment địa chỉ cộng số điện thoại bên dưới cho mình nha. Ồ, mã số 6 đẹp quá. Mã số 6 nam mang được, nữ mang được 180k luôn.
6. Mã 6 nha mọi người. Mã 6 là 180k ha. Nam mang được, nữ mang được luôn mã 6. Bạn nào lấy thì nhanh tay comment địa chỉ cộng số điện thoại bên dưới cho mình nha. Mình chốt cái mã 6 nha. Mã 6 rất là đẹp luôn. Đây. Mã số 6 nha mọi người nha. Mã số 6. Ai lấy mã 6 cho địa chỉ cộng số điện thoại nhanh tay lên nha mọi người. Mã số 6 cực kỳ đẹp luôn ạ. Ở bên dưới mình có để cái số điện thoại. Bạn nào comment đặt hàng mà nãy giờ không thấy mình nêu tên thì có thể là bị ẩn comment. Thì mọi người vui lòng, mọi người vui lòng gọi điện cái số hotline bên dưới nha mọi người để đặt hàng nha. Tại vì có nhiều bạn á sẽ bị ẩn comment lắm nha mọi người ha. Rồi ok nè, qua cái mã này cực kỳ đẹp luôn. Kính Gucci một cây duy nhất. Trời nha, kính Gucci này 150k. Mã số 7 chỉ có một cây thôi. Kính Gucci này 150k nha, rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy cái mẫu Gucci thì nhanh tay lên nha. 150k mẫu Gucci nha mọi người. Mã số 7. Mã số 7 nha. Đây mã 7 đây mọi người, rất là đẹp luôn. Mã số 8 cực kỳ lạ luôn. Mã số 8 nha. Mã số 8 nha. Bạn nào lấy mã 8 thì nhanh tay comment nha. Mã 8 là 180. Đây mã 8 180. Ủa chị mới thấy em để cái mẫu kính cận ở đây đâu rồi ta. Rồi qua cái mẫu cận Hàn Quốc. Ai không bị cận thì mình đeo đi đường, đi buổi tối cũng được. 150k gọng kim loại, không rỉ sét, không bay màu, cực kỳ đẹp luôn. 150k em này nha, mã số 9 nha. 150k mã số 9. Đây ạ, mã số 9. 150k, bạn nào lấy thì cho mình địa chỉ cộng số điện thoại luôn nha. Một trăm năm mươi k rất là đẹp đúng không mọi người, nam mang được, nữ mang được luôn nha. Đây ạ. Rồi bạn nào lấy cái mẫu này vui lòng comment nhìn mình mã số 9. 150k rất là xinh luôn. Đây cho mọi người coi cái chất liệu của nó cực kỳ đẹp, chất liệu cực kỳ đẹp luôn. Kính Gucci đầu tiên cái mã tặng đó còn hàng không em? Kính Gucci cái mã tặng lúc nãy á, vuông á, hiệu Gucci á. Trời, mã số 10 150k luôn. Mã số 10 150k. Ai lấy mã 10 comment mã 10 giùm mình nha. Mã 10 đây. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Kính Gucci lúc nãy là 250 còn không? 250, bây giờ mình sẽ sale trên livestream là 180k luôn. Hiệu Gucci 180k. Mã mấy rồi? Rồi mã số 11 kính Gucci 180k. Đây. Đây. Nam mang được, nữ mang được. Nếu mà ai thích thì có thể lấy một cặp luôn ha, đeo đôi với bạn mình ha. Đây. 180k hiệu Gucci nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Bạn nào mà nhận được em kính này thì rất là thích luôn, tại vì chất liệu nó rất là đẹp ha. Kính Chanel nha mọi người ha. Kính Chanel. Chanel này sale 150k luôn. Đồng giá 150k cái Chanel này nha. Bạn nào lấy cái Chanel này thì nhanh tay comment mã số 12 giúp mình nha. Mã số 12 150k. Rồi ai thích màu hồng á, có thể đi đêm được thì chọn mẫu này. Cũng là 150k luôn. Mà mẫu này có tem Hàn Quốc rất là đẹp luôn nha mọi người ha. 150k mẫu này. Ai lấy thì không lên mã 13, cái này có tem Hàn Quốc luôn. Chỉ có 150k thôi, rất là xinh. Và mỗi mẫu như thế này mình sale là chỉ có một cây thôi. Nên bạn nào lấy thì mình nhanh tay mình comment bình luận nha. Hết hàng thì rất là tiếc luôn ha. Rồi một cây màu hồng này duy nhất. Bạn nào lấy comment địa chỉ cộng số điện thoại cho mình kèm mã số 13 ha. Rồi mã 14. 180k mã số 14.
kính này là màu của nó là màu đỏ rượu nha, mang lên rất là trắng da luôn. Màu đỏ rượu, mã số 14. Shop ở địa chỉ 50 Bít Cô Bắc nha mọi người, 50 Cô Bắc quận nhất nha. Rồi cái mã 14 này là 180k. Những cái hàng sale như thế này là chỉ sale trên livestream thôi nha. Bình thường cái mẫu này thì mình bán tại shop với giá là 350. Thì mình bán trên livestream giảm giá còn có 180k thôi. Và sale mỗi mẫu chỉ có một chiếc. Nên bạn nào thích thì mình nhanh tay comment nha. Rồi đây nha, cực kỳ đẹp. Rồi mã số màu hồng vừa rồi, Gucci không có màu. Đua kính Ray-Ban đi. Rồi kính Ray-Ban này sale còn 200k nha. Một cây màu cam duy nhất luôn. Nam mang được, nữ mang được, trồng bằng kính. Tâm Lê lấy cái Gucci để phải bổ sung địa chỉ cho mình nữa Tâm Lê ơi. Rồi cái Ray-Ban này sale 200k nha mọi người ơi, trồng bằng kính nha. Nam mang được, nữ mang được luôn, 200k. Bạn đã lấy cho mình địa chỉ cộng số điện thoại luôn ha. Tâm Lê cho mình xin địa chỉ nha. Trời, mẫu này 200k cúm Ray-Ban trồng kính rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy thì cho mình địa chỉ cộng số điện thoại, cực kỳ đẹp. 200k nha. Rất là đẹp luôn, trồng bằng kính. Mọi người mua cái này mà giá thị trường tầm khoảng 500-600, nhưng mà mua tại đây thì giá cực kỳ rẻ. Đây nha, Tâm Lê với lại Huy Phạm, ai là người lấy cái Gucci này thì cho mình địa chỉ cộng số điện thoại nha. Để lát hồi hết hàng thì đừng có tiếc nha mọi người ơi. Rồi em qua cái hàng này nha mọi người ơi. Hàng này là 350. Hàng này là 350, mã số 15. Ai lấy cái 350 này cho mình xin địa chỉ cộng số điện thoại luôn. 350 nha mọi người ha. Hàng siêu cấp nha, rất là đẹp luôn. 350, mã số 15 nha. Bạn nào lấy thì cho mình xin địa chỉ cộng số điện thoại luôn, mã số 15 ha. Ồ, cái này đẹp quá. Cái này đẹp quá. Nhi ơi lấy kính lão cho khách kìa. Rồi cái này là mã 16 nè, màu đỏ đô nè, mắt mèo rất là sang luôn. Mã 16 cực kỳ đẹp. Không, hết rồi em. Đây nha, rất là đẹp luôn. Mã này là mã số 16 đúng không? 16. Mọi người ơi, nếu mà mọi người vẫn còn trong livestream thì mọi người hãy chấm cho em, tụi em một dấu nha. Hiện tại thì hàng bên Anna có số điện thoại. Tâm Lê. Tâm Lê bạn. Okay. 99 180. Ok, chốt cho Tâm Lê cây đó ha. Rồi, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây là mẫu mắt mèo ha. Rồi, bạn nào lấy em này cho mình xin địa chỉ số điện thoại, chỗ cây này mà đẹp ơi là đẹp luôn á. Xuất sắc luôn mà có một màu đỏ duy nhất thôi à. Quá xuất sắc luôn. Cảm ơn bạn Đặng Thị nha. Ô, cái này hàng xịn nữa ha. Rồi mẫu này, mẫu này 250 nha, có hai màu luôn, em đưa màu đó cho chị luôn. Rồi mã số 20 nha, 250 có hai màu, màu đen và màu đỏ đô, 250 một cây. Chị nào thích màu nào thì mình comment màu đó giúp em nha. Giá sale là 250, còn giá gốc là 490 nha mọi người nha. Chỉ còn có hai chiếc thôi, một cây đỏ đô và một cây đen. Chị giá là 250. Ai thích cái này comment địa chỉ cộng số điện thoại cho mình. 250 một cây nha, rất là đẹp, rất là sang luôn. Đỏ đô đây nè mọi người, cực kỳ trắng da luôn. Khoa Thạch Văn ơi, lấy cái nào phải đọc mã giùm em nha. Rồi cây này 250 màu đỏ đô và màu đen. Ai lấy đỏ đô không minh đỏ đô, ai lấy đen thì không minh đen nha. 250 em cho mọi người coi cái chất hàng bên em là cực kỳ đẹp luôn. Rất là sang nha mấy chị nha. Kính này là đeo không có sợ bị đụng hàng luôn á, cực đẹp. Đây, cái chân của nó nè, lạ ghê ha, cực kỳ đẹp. Thôi cái Gucci này nè. Rồi, cái mẫu vừa rồi là mã số 20, qua mã số 21 này
chỉ có một cây thôi mấy chị ơi, chị nào nhanh tay thì chốt được em này nha. Trời ơi sang quá mấy chị ơi, kính gu xì nè, sale 180k một cây duy nhất, chị nào nhanh tay thì chốt được em gu xì này. Đẹp dã man luôn, đẹp dã man luôn. Những cái kính này những shop khác họ bán 300-400 một cây ha, shop em bán 180k, chị nào nhanh tay thì chốt được em gu xì này. Cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ sang luôn nha mấy chị yêu nha. Đây gu xì rất là sang. Em đưa hàng xỉ luôn nha. Gu xì vừa rồi là 180k nha mọi người ha. Rồi qua mẫu và sát. Rồi qua mẫu vờ sát nha mọi người ơi, vờ sát này là 350 nè. Đây gu xì đây em. Rồi vờ sát này là 350 nha, em đang đeo là mã số 22. 22 này là 350 nè mọi người. Lên mẫu từ từ cho mọi người coi, tất cả đều là hàng mới về rồi, rất là đẹp luôn ha, cực kỳ sang. Gu xì vờ sát chứ, đây vờ sát. Rồi. Đây nha, mẫu này tiếp tục nha, qua một mẫu tiếp theo luôn, mã 25. Rồi mã số 25 này 180k và có một cây duy nhất. Bạn nào lấy cây này thì nhanh tay mình comment nha mọi người nha. 180k một em kính cực kỳ lạ, cực kỳ sang luôn, và màu chén gương màu tím ha. Bạn nào thích lạ, thích sang lấy mẫu này. Mã số 25 180k cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn. Ai không mua được thì tiếc ráng chịu nha. Mẫu này em nói là bao đẹp bao sang luôn nha mấy chị nha. Rồi. Mọi người nhanh tay nha, em chỉ like trong vòng 5 phút nữa thôi là em tắt like nha mọi người ơi. Ai muốn chốt hàng thì mình chốt lẹ nha. Chỉ ưu tiên cho những anh chị đang có mặt tại livestream này mới mua được hàng giá sale giá rẻ như thế này thôi. Còn nếu như đến tiệm mua thì không có giá sale giống như vậy đâu nha mấy anh chị nha. Rồi, ai mà mình thích thì mình nhanh tranh thủ mình chốt hàng nha. Em like vài mẫu nữa thôi là em nghỉ nha mọi người nha. Chương trình sale có giới hạn nha, ai thích thì nhanh tay ha. Rồi, mã 25 này 180, qua mã nào em? Rồi, mã 26 luôn mấy chị em ơi, mã 26 180k luôn. Đây, 26 180k. Rất là đẹp nha. Chị Tâm Lê, cái cây gu xì nãy đẹp lắm, không mua là tí lắm nha chị. Chị lấy hai kính luôn đi chị yêu. Rồi, cây này mã 26 nè, ai lấy thì cho em xin địa chỉ cộng số điện thoại luôn. Rất đẹp, rất sang. Để vô tủ đen đó đi chị. Hàng nào thấy bỏ vô tủ đen. Rồi. Vi Phạm ơi, tiền ship tụi mình đang đồng giá là 30k tất cả nha mọi người bạn ơi. Ship là đồng giá 30k nha mọi người ha. Rồi ok, mình qua mẫu tiếp theo nè mọi người ơi. Kính LV, kính LV 180k, đi ban ngày được, đi ban đêm được, nam mang được, nữ mang được. Sang đúng không? Sang đúng không mấy chị? Cực kỳ sang, cực kỳ lạ luôn, pha hai màu luôn. Quá trời lạ luôn. Bận đầm đi biển đi chơi đi đâu cũng được hết. Chỉ có 180.000 thôi, mã số 27. Ai lấy cây 27 này nhanh tay comment nha. Hàng sale là số lượng có hẹn nha, khi mà em tắt like rồi là không có sale nữa nha mọi người nha. Rồi qua một mẫu kính vi cực kỳ đẹp luôn, nam mang, nữ mang luôn. 150k phong Hàn Quốc. Mã 29. Mã 29 nha mọi người ơi, 150k, ai lấy thì cho em địa chỉ cộng số điện thoại rõ ràng ha. Rất là đẹp đúng không ạ? Cực sang. Kính mát cũng làm kính cận được nha em. Tất cả kính mát cũng làm kính cận được, cứ đi ra ngoài tiệm kính nào cũng được. Thì mình nói mình cắt cái chồng cận nhưng mà chồng cận kính mát là được hết đó nha. Rồi. Ok mọi người nè, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay nha. Hẹn mọi người vào cái livestream tiếp theo của mắt kính Anna nha. Bạn nào mà muốn nhận được quà tặng mini game của shop thì mình nhanh tay like fanpage và theo dõi fanpage. Hàng ngày mình có hay làm những cái chương trình quà tặng dành cho khách rất là nhiều luôn, và tặng quà rất là nhiều luôn. Bạn nào muốn nhận được quà tặng thì vui lòng bấm theo dõi fanpage nha. Ok, bye bye mọi người nha.